Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bước sang tuần mới công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết tuần mới của 12 con giáp từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020. 1. Tử vi tuổi Tý tuần mới từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 11 năm 2020. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Tý lúc này đang muốn mình lười biếng một chút thì cũng đừng quên rằng chỉ sự chăm chỉ mới giúp con giáp này gặt hái được những thành quả giá trị mà thôi. Ngoài ra bản mệnh cũng nên quan tâm giải quyết các công việc còn dang dở, chúng vẫn có thể gây ra những rắc rối cho thời gian tới nếu như cứ thờ ơ những ngày đầu tuần phải đối mặt với tỷ kiên chiếu mệnh khiến con giáp này có phần suy nghĩ bi quan nhưng thực ra càng về cuối tuần mọi việc càng thuận lợi vì thế dù thế nào cũng đừng ngừng hy vọng và cố gắng nhé bản mệnh sẽ sớm tìm được niềm vui thôi con đường tình duyên của người tuổi tý trong tuần mới này dự báo không có gì sáng sủa cho lắm trong tuần mới khi cứ mãi cố chấp xem mình là đúng mà không muốn lắng nghe lời khuyên từ người khác trong một mối quan hệ hai người cần biết tiến lui phù hợp quan trọng là dành thời gian để hiểu và thông cảm cho nhau chứ không phải để chứng tỏ tôi giỏi hơn tôi đúng hơn trong mọi việc chưa kể có sự xuất hiện của bách việt chủ đào hoa cẩn thận đây lại là cơ hội người thứ ba xuất hiện khiến bản mệnh và người ấy khó hàn gắn nếu cứ giận dỗi căng thẳng mãi như thế vì thế đôi bên đừng giận nhau quá lâu phải tìm cách hàn gắn càng sớm càng tốt nếu không con giáp này sẽ hối hận đấy Hai. Tử vi tuổi Sửu tuần mới từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 11 năm 2020. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy tuổi Sửu hay buồn về chuyện tình cảm. Nhưng đừng vì thế mà không chịu mở lòng đấy nhé, cuộc sống quá ngắn ngủi để con giáp này có thể nghĩ ngợi hay chần chờ, loay hoay lựa chọn, hãy để sự mạnh dạn và quyết tâm cho bản mệnh một đường mới và tiến bước nhé. Tuần mới dự báo có nhiều sự cố xảy ra, dù trong tầm kiểm soát nhưng bạn khá vất vả và tốn khá nhiều thời gian. Có thể thấy, con giáp này sẽ không có tâm trạng dành cho các mối quan hệ xã hội trong tuần lễ mới. Tuy nhiên, đời sống nội tâm thất thường cũng đem lại cho những suy nghĩ không mấy tích cực trong mọi việc mà rõ ràng việc không đáng phải lo nghĩ. Tuần mới với tuổi Sửu đang gặp thương quan xuất hiện, báo hiệu có những việc sai sót khiến tuổi Sửu phải nhận hậu quả. Vận trình tài lộc của con giáp này bạn cần quan tâm và giả soát lại trong thời gian tới. Để không vướng vào nợ nần trồng chất bản mệnh nên cắt giảm những chi tiêu không cần thiết và biết cách vui chơi hợp lý. Sao thiên cầu hung tinh chiếu vào dự báo chuyện thị phi đeo bám, có thể có ai đó đơm đặt chuyện về con giáp này. Nếu có thể, bản mệnh nên lên tiếng với hội bạn thân nếu có ai đó đang không hiểu chuyện về tình hình tài chính của những người xung quanh. 3. Tử vi tuổi Dần tuần mới từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 11 năm 2020. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, con đường tình duyên của tuổi Dần rất đáng mong đợi khi những mối tình lãng mạn có thể chớm nở giữa con giáp này và một người bạn quen mới đây. Thời gian này cũng khá phù hợp cho các cặp đôi có thể làm mới tình yêu của cả hai thông qua những chuyến du lịch thú vị tuần mới của bản mệnh hứa hẹn nhiều niềm vui khi người tuổi dần đã chuẩn bị khá nhiều kế hoạch cho những trải nghiệm mới tuy sẽ có một số việc không như ý nhưng cuối cùng thì kết quả chung rất đáng khen và con giáp này thu về khá nhiều kinh nghiệm hay ho cho mình bên cạnh đó trong tuần mới với tuổi dần đang có thiên ấn xuất hiện vào giữa tuần rất tốt để con giáp này thể hiện sự sáng tạo và lợi thế của mình trong công việc nếu có cơ hội đừng bỏ qua vì cơ hội không đến với những người không dám nắm bắt nó, đừng quên điều đó. Bản mệnh hãy mạnh dạn lên và thành quả sẽ mỉm cười. Sao Thiên Đức chiếu mệnh dự báo con giáp này được ghi nhận trong công việc, cơ hội để thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc trong thời gian này là rất cao. Các nhiệm vụ của bản mệnh được hoàn thành xuất sắc khi bạn biết sắp xếp cũng như lên kế hoạch mọi việc từ trước rất khoa học. 4. Tử vi tuổi Mão tuần mới từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 11 năm 2020. Tử vi 12 con giáp tuần mới cho rằng chuyện tình yêu của tuổi Mão bước vào giai đoạn đẹp, các cặp đôi dù mới yêu hay đã trải qua thời gian dài bên nhau. Với tuổi Mão có thể thoát khỏi lối mòn cũ mà có được trải nghiệm những buổi hẹn hò đầy tươi mới với những ai đang độc thân nét quyến rũ của con giáp này cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng trong tuần lễ mới về phương diện công danh sự nghiệp có khá nhiều việc đòi hỏi bản mệnh phải tập trung xử lý trong tuần này may mắn là con giáp này đủ mạnh mẽ và năng lực để vượt qua dễ dàng thử thách do có sự chuẩn bị khá kỹ càng trong thời gian vừa qua Tuần này tâm trạng của con giáp này liên tục thay đổi lên xuống nhưng may mắn cuối tuần có chính quan chiếu mệnh, giúp người tuổi Mão vững tin trở lại và có được cân bằng và chuẩn bị tinh thần cho một tuần mới thuận lợi hơn ngay sau đó. Tuy nhiên trong tuần lại gặp Bạch Hổ hung tinh xuất hiện mang điểm báo trong nhà có thể có người bị tai nạn hoặc có sự việc gây bất lợi cho sức khỏe. Nếu cảm thấy quá mệt hay căng thẳng thì bản mệnh nên nghỉ ngơi, việc cố làm gì đó khi sức khỏe không đảm bảo thì kết quả bản mệnh nhận lại cũng không được như ý đâu. Năm. Tử Vi tuổi Thìn tuần mới từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 11 năm 2020. Tử Vi tuần mới cho biết tuổi Thìn được nhắc nhở đừng để những vướng bận tình cảm làm ảnh hưởng tới các quyết định của bạn nhé. Có thể vì hai người đang có mâu thuẫn nên con giáp này dễ nóng tính và bực mình hơn. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực bản mệnh sẽ nhận ra đối phương có nhiều ưu điểm hơn là khuyết điểm mà nên học cách bỏ qua và tha thứ lỗi lầm cho họ nhé. Tuần mới của bản mệnh thường xuyên trải qua cảm xúc lúc lên lúc xuống. Một số người có thể cảm thấy sợ hãi khi phải chia sẻ quan điểm và ý kiến của mình vì vậy trong lúc mọi người đang lên ý tưởng con giáp này hãy xây dựng không khí cởi mở điều này sẽ giúp toàn đội gặt hái nhiều kết quả tích cực có một số rắc rối do người tuổi thìn tạo ra khi xuất hiện thiên quan từ đầu tuần báo hiệu cho bạn cần tránh xa những rắc rối đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ nhé chúng sẽ giúp bản mệnh tránh được những lỗi lầm lớn những hậu quả không đáng có có thể xảy ra với bạn cát tinh xuất hiện mang lại tín hiệu tốt cho con giáp này trên con đường tài lộc. Tài chính bản mệnh lúc này có dấu hiệu khởi sắc rõ ràng. Nếu có thể tuổi thì nên hỗ trợ ai đó đang gặp hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhé, hành động nhỏ sẽ giúp đỡ được cho rất nhiều người đấy. 6. Tử vi tuổi tỵ tuần mới từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 11 năm 2020 tuần này dự báo đôi lúc tuổi tỵ cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ tình cảm hiện tại thực ra chuyện tình cảm sẽ đòi hỏi sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ hơn giữa cả hai tuy nhiên con giáp này chưa nên thảo luận nó với đối phương trong thời điểm hiện tại có thể cách thể hiện cảm xúc của người ấy không giống bản mệnh mà thôi tuần này người tuổi tỵ sẽ thực sự có một khoảng thời gian thư giãn đúng nghĩa sau những ngày làm việc mệt mỏi con giáp này đã có thể về nhà mà không phải đem theo công việc để dành thời gian nhiều hơn cho những mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống của mình. Bản mệnh hãy lấy lại vị trí của mình trong hội bạn thân, cũng như chút bỏ gánh nặng bấy lâu và tận hưởng thời gian vui vẻ cùng những người mình yêu mến. Đây cũng là thời điểm để con giáp này có thể thử sức mình ở những khía cạnh khác và gặp gỡ những con người thú vị, hãy không ngừng khám phá để có thêm những trải nghiệm mới. Tuy nhiên, có đại hao chủ về hao tài tốn của tuần này bản mệnh tiêu pha nhiều tiền hơn những tuần trước khá nhiều. Có thể vì con giáp này muốn thể hiện với mọi người để chi tiền cho những việc không đáng. Không cần tỏ ra mình là người sung túc đâu vì tuổi tỵ là người thế nào mọi người cũng biết rồi cơ mà. 7. Tử vi tuổi ngọ tuần mới từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 11 năm 2020. Từ Vi tuần mới từ của 12 con giáp nói rằng, có những xáo động trong chuyện tình cảm khiến người tuổi Ngọ tuần này hay suy tư hơn. Có thể vì một câu nói vô tình nào của người ấy mà con giáp này nhận ra vị trí của mình trong lòng họ không được như mình vẫn nghĩ, bản mệnh muốn xem xét lại mối quan hệ trước khi quyết định nên bước tiếp hay dừng lại. Có một số quyết định của con giáp này sẽ bị lung lay trong tuần lễ mới. Bản mệnh cảm thấy việc phải làm hài lòng một số người đang cản trở con đường phát triển của mình và muốn bứt khỏi nó. Tuy nhiên, đừng vội trốn chạy khỏi những mối quan hệ quan trọng của mình. Vận trình tài lộc về cơ bản là ổn định, lúc này bản mệnh có thể nâng cấp những vật dụng mang tính cần thiết. Nếu sử dụng lâu dài thì đầu tư tiền bạc cho xứng đáng vẫn là một quyết định khôn ngoan ảnh hưởng của tiểu hao cho thấy con giáp này có thể phải chi tiền nhiều khoản nhỏ trong tuần này. Đừng chủ quan cho rằng việc đó không đáng bởi đến lúc cộng dồn số tiền lại sẽ là một khoản kha khá ảnh hưởng tới tình hình ngân sách hiện tại của bản mệnh đấy nhé. Lời khuyên dành cho con giáp này là hãy lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, rõ ràng để tránh hoang phí tiền bạc nhé. 8 Tử vi tuổi mùi, tuần mới từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 11 năm 2020. Tử vi tuần mới nói rằng, vận trình tình cảm của tuổi mùi không được như ý, có những thứ tưởng là đã tốt nhưng nay nhận ra con giáp này đã hiểu lầm. Những người đang độc thân đừng vội vàng quyết định nhé, có thể những điều bản mệnh thấy chỉ là bề ngoài thôi, họ không thực lòng yêu nhiều như vậy đâu trong tuần sẽ có những điều mà ai đó nói ra có thể khiến cho con giáp này phải nghĩ ngợi thậm chí phải cố gắng thể hiện theo cách mà bản thân không mong muốn và đây hoàn toàn không phải là giải pháp tốt với bạn tuổi mùi cần phải có sự chủ động độc lập của riêng mình trong cuộc sống thay vì để bản thân dựa dẫm vào bất cứ cảm xúc của người nào khác xung quanh dù có lúc thuận lợi khi khó khăn trong tuần này nhưng niềm vui của con giáp này thực sự trọn vẹn vào cuối tuần với sự che chở của thực thần bản mệnh không chỉ tự tìm được niềm vui cho mình mà còn nhận được sự giúp đỡ của cả người lạ do ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh xuất hiện dự báo có nhiều nỗ lực của con giáp này không được đền đáp xứng đáng thực ra bản mệnh nên xem xét lại việc và nên dồn tâm dồn sức cho công việc của mình khi con giang dở đừng bỏ dở công việc giữa chừng lại bị cấp trên nhắc nhở nếu không muốn tốn công vô ích thì hãy cẩn thận và khôn ngoan hơn trong lựa chọn hơn là dựa vào vận may 9. Tử Vi tuổi thân tuần mới từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 11 năm 2020. Tuần mới, chính ấn xuất hiện từ đầu tuần mang lại tín hiệu tốt cho đường công danh sự nghiệp của tuổi thân. Con giáp này thêm tự tin thể hiện tài năng trong lĩnh vực của mình. Hơn thế nữa, bản mệnh cũng đang không ngừng nỗ lực cho mục tiêu nên hứa hẹn sẽ được đền đáp xứng đáng vận trình tình cảm của con giáp này có nhiều khởi sắc lúc này hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm của mọi bữa tiệc trong tuần lễ mới điều đó cũng đồng nghĩa với việc sự lôi cuốn của người tuổi thân đạt đỉnh điểm và chỉ cần một ánh mắt cũng khiến ai đó thầm thương trộm nhớ bạn những nhiệm vụ phức tạp đã lùi lại sau lưng đây là ngày để cho bản mệnh có thể thư giãn và tận hưởng cũng như lập ra những kế hoạch dài hơi cho tương lai Đừng quên nạp năng lượng sau khoảng thời gian mệt mỏi, bởi vì nhờ thế tinh thần con giáp này mới trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Thái âm cát tinh hỗ trợ rất nhiều mang lại cho bản mệnh tuần mới thuận lợi. Tuy là về phương diện tài lộc hiện tại chưa thực sự khởi sắc nhưng bạn có được niềm vui, hạnh phúc trong những việc mình làm và tiền bạc không phải là mối quan tâm hàng đầu nên con giáp này cũng không quá lo lắng. 10 Tử vi tuổi Dậu, tuần mới từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 11 năm 2020. Tử vi tuần mới chỉ ra rằng tuổi Dậu hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để khởi động tuần mới đầy rực rỡ. Con giáp này tự tin hơn bao giờ hết và sẵn sàng cho những hoạt động mới mẻ. Có những người hứa hẹn sẽ có màn lột xác ngoạn mục đầy mới mẻ về kiểu tóc, cách trang điểm và ăn mặc tuy nhiên đến cuối tuần bản mệnh sẽ trở nên nhạy cảm hơn khi nhận ra một số mộng tưởng của bạn khác xa hoàn toàn với thực tế đường tình duyên tiến triển khá êm đẹp các cặp đôi sẽ chia sẻ thời gian bên nhau nhiều hơn trong khi đó người độc thân sẽ thu hút những đối tượng trái ngược hoàn toàn với chính mình ảnh hưởng của dịch mã nên có thể người tuổi dậu phải thường xuyên di chuyển không ngồi yên một chỗ quá lâu có thể có ai đó cho rằng con giáp này vất vả nhưng thực ra đây là việc bạn yêu thích, vì bản mệnh không thích sự đơn điệu của cuộc sống nếu làm một việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Con giáp này chỉ hết lo về tiền bạc vào cuối tuần còn trước đó bạn khá vất vả khi xoay sở mọi việc khi có ảnh hưởng của thiên quan. Mọi việc cơ bản nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Dậu, nhưng đừng vì lo lắng quá khiến mọi thứ rối tinh lên nhé. 11 tử vi tuổi tuất tuần mới từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 11 năm 2020. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, tuổi tuất ít khi cảm thấy thoải mái, thế nên con giáp này sẽ tỏ ra hết sức thận trọng khi trao đổi với mọi người, với mong muốn không tiếp tục xeo rắc những đánh giá sai lầm, không đúng đắn về bản thân. Dường như đây là thời gian mà ản mệnh sẽ phải nghĩ ngợi không ít để có thể tự tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà mình đang gặp phải những cảm xúc liên quan đến chuyện tình cảm vốn đã chôn giấu bấy lâu, sẽ khiến con giáp này rơi vào vòng xoáy tiêu cực và trở nên u ám hơn thường lệ. Người tuổi tuất đừng sợ hãi mà hãy để bản thân cảm nhận chúng. Đôi khi trong cuộc sống buồn một chút cũng chẳng sao. Niềm vui và nỗi buồn của bản mệnh tuần này chỉ như nhau thôi vì con giáp này không tìm được niềm vui trong mối quan hệ sẽ tìm niềm vui trong việc kiếm tiền nhân khi có chính tài xuất hiện vào giữa tuần người tuổi tuất nên tìm cách để gia tăng thu nhập cho bản thân mình nếu con giáp này ủ rũ quá lâu sẽ không nhận thấy dấu hiệu tốt mà sao thái dương mang lại chúng sẽ cho bạn những chỉ dẫn tốt để bạn biết nên làm gì trong công việc cũng như cải thiện chuyện tình cảm hiện tại sẽ có những thứ bản mệnh tưởng là không tốt nhưng thực ra lại có lợi cho sau này đấy 12. Tử vi tuổi hợi, tuần mới từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 11 năm 2020. Tử vi hàng tuần dự báo, vận trình tình duyên của tuổi hợi không được êm đẹp cho lắm. Con giáp này có phần hướng nội hơn trước và chỉ muốn dành thời gian cho bản thân hoặc những người mình thực sự yêu thích. Do đó, bản mệnh nên tận dụng thời điểm này để sắp xếp lại toàn bộ cuộc sống của mình, con giáp này chỉ muốn đắm chìm trong thế giới của riêng mình dù bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ thoải mái khi tương tác nhưng thực tâm bản mệnh chỉ muốn khép kín lòng mình mà thôi đừng để những cảm xúc cá nhân tác động quá nhiều đến những hành động của mình nhé sao thái tuế hung tinh xuất hiện có thể là tác động bên ngoài khiến người tuổi hợi có phần bi quan thiếu động lực nhưng cách bạn phản ứng với nó mới quan trọng hơn do đó đừng khiến bản thân tự phá hủy tuần mới vui vẻ của mình bằng nhận định thiếu khách quan nhất là trong môi trường công sở nhé đầu tuần con giáp này sẽ đối mặt với những rắc rối thế nhưng đừng quá lo lắng vì cuối tuần khi có thiên tài xuất hiện hỗ trợ cho bạn về vấn đề tiền bạc cũng là lúc bản mệnh tìm được niềm vui động lực cho mình nếu nhận được sự giúp đỡ của ai thì chớ nên quên nói lời cảm ơn đến đối phương đấy cảm ơn các bạn đã theo dõi video chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn thành công trong tuần mới xin chào và hẹn gặp lại